Anh ơi, xin chào tất cả các quý khách hàng của bệnh viện thẩm mỹ Cang Nam. Chị ơi, cho phép Cang Nam xin quay video của mình một chút về cái mí mắt của mình sau khi mà phẫu thuật tại Cang Nam nhé. Hiện tại thì chị thấy thế nào về cái kết quả này ạ? Em thấy khá là gì ạ? Dạ. Thay đổi, chị thấy thay đổi nhiều theo đúng cái ý mong muốn của chị không? Tại vì hiện tại vừa mới làm xong ấy, cho nên là cũng chưa biết được rõ là nó Hơi như thế sưng đúng nào. không? Còn hơi hơi sưng nề một chút, nhưng mà chia sẻ với quý vị đây là hình ảnh trước phẫu thuật của khách hàng của chúng tôi này, và đây là hình ảnh sau của khách hàng. Hiện tại khách hàng đã sở hữu một nếp mí hai mí rồi. Tuy nhiên thì cũng chia sẻ kỹ với khách hàng rằng là đây chưa phải kết quả cuối cùng đâu, bởi vì là sau khoảng 10 đến 15 ngày nếp mí của khách hàng sẽ giảm sưng hoàn toàn và sẽ có một cái kết quả đẹp vượt trội hơn rất là nhiều. Thế nhưng sau khi cắt mí thì chúng ta cũng sẽ mường tượng ra được là đối với khách hàng mà thiếu đi nếp mí thì sẽ có cái sự thay đổi như thế nào. Đây, quý vị thấy này, hình ảnh trước này và sau phẫu thuật là sẽ có cái sự thay đổi hơn rất là nhiều, đặc biệt là về con mắt này. Đưa gần cái hình ảnh trước phẫu thuật của khách hàng thì quý vị thấy rõ hơn này. Trước đây mắt của khách hàng thì có nếp mí lót nhỏ, cũng chưa có cái độ sáng mắt nhiều. Thế nhưng mà khi mà chúng ta có cái nếp mí vào ấy thì mắt của khách hàng sẽ có điểm nhấn hơn và sáng hơn, đúng không ạ? Cái lúc nào cái nếp mí cũng tạo nên cho đôi mắt của chúng ta to, tròn và sáng hơn so với là cái mắt một nếp một mí. Và với trường hợp của khách hàng này thì cũng như vậy thôi. Hai nữa là khách hàng mở góc bắt trong. Mở góc bắt trong thì sẽ luôn luôn có một đôi mắt to và tròn và đẹp hơn. Đây quý vị thấy là góc mắt của khách hàng có cái nếp quạt cụp ở góc mắt trong làm đóng đi cái độ mở mắt to tròn của khách hàng. Và khi mà mở góc mắt trong như thế này thì mắt của khách hàng vô hình sẽ to hơn, và đặc biệt là kéo cái tỷ lệ hai mắt gần nhau hơn thì cái cân sự cân đối về vùng mắt sẽ đẹp hơn quý vị nhá. Với chi phí cắt mí tại bệnh viện thẩm mỹ Cang Nam hiện tại, chi phí gốc từ 9 triệu đồng đến 24 triệu đồng tùy vào gói dịch vụ quý vị lựa chọn để có một mức chi phí phù hợp với cái mong muốn của khách hàng. Từ các gói thông thường, các gói eco đến các gói VIP và siêu VIP và những cái gói phẫu thuật không đau kết hợp với tia plasma của Cang Nam sẽ giúp cho khách hàng có một trải nghiệm cắt mí trọn vẹn. Và đừng chần chờ gì nữa, có thể đến ngay bệnh viện thẩm mỹ Cang Nam với tất cả các chi nhánh trên toàn quốc. Còn bây giờ thì xin chào lại cho những livestream tiếp theo.